Tiếp theo thì em cũng xuống nhà của em Diễm. Diễm thì lúc trước cũng đi làm ở Long An đó anh chị, cũng bị ảnh hưởng do dịch Covid. Thì giờ cũng về nhà rồi. Nên là bây giờ thì về nhà kinh doanh, mình kiếm việc cho mình làm thôi. Chị Nhanh, đường ở đây mưa tới lầy dữ hả chị? Mới có mưa thôi mà giờ đó đi cũng không được đó. Dạ. Đường này giờ mình không nói rộng ra một xíu ha. Nói thì được, lấy đâu rồi nói, ví dụ như thế này nó cũng hẹp theo mà. Dạ. Đổ mà nhỏ nhỏ chừng thước á cho bà. Dạ. Cũng được. Làm một cái tẹt một cái là đi, chân đi cũng bấm bấm vô dép hả? Bấm dép. Bấm chứ để không ấy nó làm một cái tụt kia rồi. Đại ca đi cẩn thận nha đại ca. Cái hỏng cái thận tiêu nữa. Ở dưới quê thì các con đường như là đây thì nó trơn dữ lắm anh chị. Hoặc như là nhiều khi kinh phí rồi người ta cũng không có để người ta làm á. Nên là nhiều khi mình đi đường thì nó mưa đồ thì nó lầy. Đi dép nó trơn quá trời anh chị. Đi chậm chậm thôi, mùa mưa mà đi hết trơn trợt á nha. Ở dưới quê đây thì nắng thì người dân có công việc làm, còn mùa mưa là ở nhà, ở không. Không có đi làm được gì là cũng không có tiền. Từ từ em, đôi dép của em anh thấy là nó trơn dữ lắm á. Dạ. Trời ơi, lầy quá trời. Mà mấy con đường này thì nhiều khi vô đây như có hộ nhạn diễm thôi hả anh Sang ha? Ừ, hộ nhạn diễm nha. Dạ. Đường đi rất là khó. Rồi xong mấy cái hộ này cái bắt đầu anh còn đi ra ngoài. Đi biển hả? Anh Cao Thuận anh gửi cho 30 kg gạo mà. Đi ngoài biển hả? Ừ, đi ra biển luôn. À. Đi mình đi ra biển luôn. À, đi biển chơi luôn ha. À. Hồi mình đi ra biển ở ngoài đó có bắt ốc chí không anh? Có ốc luôn ha. Em muốn bắt nhiều bắt. Dạ con chào cô. Chào con. Hôm nay rồi có bán sữa bắp không cô? Nay không mưa thì không có bán nữa. Dạ. Rồi xôi rồi bán được không cô? Xôi cũng nghỉ luôn rồi. Sao vậy cô? Ít bữa nữa mà mưa quá trời luôn rồi họ ít có ăn á. Dạ. Cứ bán từng vậy là nghỉ ăn từng. Bán từng nghỉ từng hả? À cũng như là đợi bà con bớt ngán rồi mình đi bán lại hả cô? À dạ. Bớt ngán mới bán. Dạ. Rồi cô đi bán thì bán bằng gì cô? Đi bộ vậy đó. Đi bộ vòng vòng đây nè, vòng vòng theo xóm lên đây đây nè. Dạ, bán xa quá ha cô ha. Ừ. Rồi bưng cái thao hả cô? Bưng cái thao. Mà đường bây giờ con thấy sình lầy vậy đi trơn trợt đi coi chừng nguy hiểm nha cô. Dạ. Con thấy đi ké dạ. Kia nọ vậy đó. Con thấy mà rồi. cái thao soi con thấy nguy hiểm quá trời luôn á. Dạ. Cái thao mà có 2 kg à, cứ bán lần bữa gì có 2 kg à. Dạ. Không có bán nhiều. Dạ. Rồi thôi cô cũng giữ gìn sức khỏe để buôn bán nha cô nha. Rồi cảm ơn con. Dạ. À, để em cũng vô tham quan nhà xem thử coi nhà sao. Đi chậm chậm để trơn quá trời anh chị. Đi chậm chậm để trơn quá trời luôn. Con gái sáng nay con làm gì con? Con học cái gì vậy? Học sách lớp 1 nè hả? À con học được nhiều chưa con? Đâu giờ con lấy bài nào con đọc cho chú nghe thử ha. Con đọc bài nào đâu, con đang học bài nào? Đâu con đọc đây. Đó, bài nè, bài 1 đi. Đâu con đọc thử coi. Con đọc thử đi. À. Rồi chữ dưới chữ gì nữa? Chữ này chữ gì con? Bơ. A. A N. An. Rồi ghép lại làm sao? Bờ an bán. À. Học ở nhà học anh la về con thấy con học con có nhớ không? Nhớ rồi ha.
Nhưng mà con giờ con thích học ở nhà hay là thích vô trường học con? Dạ con thích vô trường học với bạn bè. À vô trường học có bạn rồi vui hơn ha. À thôi kệ đi. Ai dạy cho con? Ở nhà ai dạy cho con học này? Ai dạy con? Dạ mẹ. Mẹ dạy ha. Dạ chiều con có học online không? Dạ có. Con học bằng tivi hay điện thoại? Con học bằng điện thoại. Điện thoại luôn. Điện thoại của mẹ ha. Bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ đứa nào nó cũng xài điện thoại để học online chị. Nhà của Diễm ở đây là cũng là một cái nhà cây, nhà vách lá như vậy nè anh chị. Cái chỗ này con làm gì mà con khoét đây chi vậy con? Hả? Dạ là cửa sổ. Hả? Cái gì? Cửa sổ. Trời ơi, cửa sổ. Trái tim hả? Phải hình trái tim không? Anh chị thấy cái cửa sổ dễ thương không nè. Cái này dám là xé vách ra để làm cửa sổ cho mát hay gì nè, đúng không con? Anh chào Diễm. Dạ, chào. À, hôm nay rồi em có đi làm không? Dạ, không. Sao vậy em? Dạ, tại vì người ta chưa có mướn. À, chưa có làm. Dạ. Cũng như là công việc chừng nào có thì người ta mới thuê mình thôi hả? Dạ, đúng rồi. À, rồi hàng ngày không có đi làm gì thêm để kiếm tiền hả em? Dạ thì thường khi phụ nấu sữa bắp với mẹ. À rồi nay hồi nãy anh hỏi cô nói mấy ngày mưa cô không đi bán luôn. Dạ đúng rồi, mưa quá người ta ít mua cho nên là ế. À dạ. Rồi bữa hổm nói cái vụ mà định buôn bán gì đó thì chừng nào em định chừng nào em làm? Dạ tại vì có ngày chưa được chứ đang nhờ người ta, thấy thằng em rể nó cắt cái kiến. Cắt cái kiến, cái kiến cắt để cái làm? Cái tủ. À để làm cái tủ ha. Dạ. Cái tủ đặng mình trưng. Dạ. À, em bán được sữa bắp rồi em làm gì nữa? À, em tính là bán cá, chả cá ha. À. Cá mình mua về mình chiên á. À, cũng như là để chảo mình chiên tại chỗ ha. Dạ, đúng rồi. À, mấy cái đó thấy được á ha. Dạ. Mấy cái đó nhiều khi kẹt kẹt cái ai không có đồ ăn á, tao mua về tao làm đồ ăn cũng được. Dạ. Ở nhà đây rồi ba mẹ con ở đây rồi tối về, mưa rồi có dột gì không em? Dạ, hồi tối này nó tạt. À, nhà lá không mà nó tạt trên giường mẹ ngủ ở đây à. Nhưng mà nhà ở đây thì anh thấy cũng tương đối là hơi lá rồi, cũng hơi mới ha. Dạ. Cái nhà này xây lâu cho em, làm lâu chưa? 3-4 năm gì á. À, 3 năm mấy à. À, 3 năm mấy rồi ha. Dạ. Ở đây giờ nhà nào anh thấy cũng nhà lá không à. Nhà lá rồi nền đất này. Dạ. Anh chị thấy nhà nào cũng nền đất. Cũng trơn lắm á. Dạ trơn. Dạ cái nhà biết sao. Sao? Nhà này bây giờ vậy nói với hồ vậy. Ừ. Nhà này bây giờ mẹ của Diễm ở con mình à. Dạ. Bây giờ tính rước qua mẹ con về tổng ở. Rước ở đâu? Rước lên này nè. Lên này nè. Nhà mẹ ruột. À. Bây giờ ở đây con mình bà không yên tâm. Dạ. Bây giờ ví dụ mạnh nào có hảo tâm giúp vốn cho em nó làm ăn nhà. Ừ. Nuôi mẹ già chứ không. Ừ. không có cất nhà à ở đây ha. Nhà này bây giờ là mới móc rước về tổng rồi. À tại vì mẹ ăn gì ở con mình nè. À giờ rước về ba mẹ con gì tổng ở cho nó vui. Ừ. Với phần. Ừ. Ở đây ở con mình mà không yên tâm nữa. Ừ. Ở đây mình bán ở đây ba mẹ con ở đây anh thấy nhiều khi thấy ở dưới rừng nó ghê buồn quá em hả? À, nhưng mà em về trên nhà trên mẹ em là ở đâu, gần không? Dạ gần. Ừ, vậy là mới mốt là dự định là dọn về nhà trả nợ. À, vậy là như là giờ là em là chỉ cần có vốn để mình buôn bán thôi ha. Dạ. À, thì hôm nay thì anh cũng quay lại thăm gia đình em. Thì cũng có cô Kim Anh ở Canada là có tặng cho em ở đây là 300 đô Canada, quy đổi ra được là 5.460.000. Và cũng có anh Út ở Sài Gòn có tặng thêm là 2 triệu, là như quy ra là 7.460.000 để em làm vốn ha. Dạ, em cũng gửi cho chị đếm lại có đủ số tiền hay không ha. À, em cứ việc kiểm tra đi, em cứ việc kiểm tra đi, có gì anh nói chuyện với em thêm. Ừ. Con gái rồi mẹ nấu sữa bắp uống được không con? Mẹ nấu uống ngon không? Dạ, ngon. Ngon ha. Rồi hồi nào giờ con có đi bán với bà ngoại được không? Ngoại cho đi hả? Tại vì con còn nhỏ quá phải không? À
thấy thấy ngoại với mẹ thấy làm cực quá trời luôn ha. Con cũng cố gắng nha, cố gắng học hành đồ đặng cho giỏi nha con. À thì cái kinh phí này thì có thể là em để em làm vốn, nhiều khi nó chứ giờ mình con số vốn mình buôn bán nho nhỏ gì đó mà nhiều khi chứ mình cũng đẻ ra một cái đồng lời, nhiều khi một ngày mình kiếm khoảng chừng 100-200 ngàn thì nó cũng đủ để mà em có thể em lo cho hai đứa nhỏ. Rồi anh thấy bà ngoại rồi thấy vẫn còn đi bán sữa bắp đồ, có thể cũng ở chung rồi cái mình cũng phụ lo cho gia đình, nhiều khi em cũng phụ nuôi mẹ đồ nó cũng đỡ ha. Dạ thì mẹ con em cảm ơn rất là nhiều. À chứ giờ thấy giờ đi làm cảnh Sài Gòn rồi thấy cực quá em ha, đi xa cực quá ha. Em cứ việc dẹp tiền vô đi em ha. Rồi hiện tại đây giờ em có còn cảm thấy mình thiếu thốn khó khăn gì nữa không em? Dạ giờ em buôn bán vậy nuôi mấy đứa nhỏ là được. À cũng được rồi ha. Dạ. Chứ anh thấy giờ mình nếu mà mình ở đây mình vừa nuôi con rồi mình ở chung với mẹ cho nó vui, chứ nhiều khi mẹ em ở có một mình rồi nhiều khi em đi làm xa đồ nhiều khi cũng đâu có yên tâm mấy đúng không? Dạ. Tại bây giờ ví dụ như ở chung với bác gái, ví dụ như là chỉ đi bán thì ở nhà bác gái cũng chăm nôi hai đứa nhỏ cũng đỡ. Cũng có người lớn ở nhà đặng lo mình yên tâm mình đi làm, đặng mình có thu nhập, đặng mình về mình lo cho mấy đứa nhỏ và mẹ già nữa. Vậy thì tụi anh cũng về ha. Thì anh cũng chúc cho em có nhiều sức khỏe, đặng gắng cố gắng làm đặng lo cho hai đứa nhỏ với lo cho cô ha. Chứ cô bây giờ thấy lớn tuổi đi bán giờ vất vả quá hả cô? Dạ. Dạ. Nhưng mà mốt cái nghe nói Diễm là về ở với cô hả cô? Thấy ở đây thì nó chật chội quá thì thôi kệ để. Nhà ở ngoài rộng rãi hơn không cô? Cũng được, cũng rộng. Nhưng mà nhà lá hay nhà tường? Nhà tường. À vậy là cũng được. Con gái nó học giỏi ha. Dạ. Rồi bà Pháp bà tài trợ bà cũng cho. Dạ. Chứ bà cho là mình đắp tiền vô thêm. Dạ. Rồi cũng như là giờ là mình về đó ở thì cái nhà này giờ mình bỏ trống. Không, cũng cây nó chuẩn bị ấy hết rồi. Dạ cũng hư ha. Hư. Dạ. Vậy là cũng như là lúc trước là cái nhà này xây ra chủ yếu là để cho làm lên là để cho hai vợ chồng ở hay sao em? Dạ đúng rồi. À. Dạ, nó hai chồng ra riêng. Ra riêng à. Ra cho cái bờ sáng nè. Dạ. Cắt ở. Dạ. Thôi vậy về trong đó cũng yên tâm rồi em ha. Vậy ở gần mẹ rồi làm gần con rồi mình lo cho con. Cho học hành. Ừ. Thôi vậy cô cũng thay mặt cảm ơn mấy cháu với mấy người mà gửi cho tiền đó. Dạ. Mấy cô, mấy chú gì gửi cho tiền nha. Cảm dạ. Ơn, nha. Dạ. Dạ rồi thôi cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Rồi thôi anh cũng về ha. Em cũng cảm ơn anh chị với các mạnh thường quân cô chú. À. Cảm ơn rất nhiều. À. Thì hiện tại giờ Diễm thì đi làm ở Long An về đó anh chị. Bây giờ thì về Bến Tre thì mình nhất định là mình ở đây luôn. Tại vì đi làm xa bây giờ cũng vất vả quá. Rồi gần cũng xa con. Rồi cô đồ thì lớn tuổi giờ có ở con mình không ai chăm sóc. Nên là bây giờ thì 11 thì Diễm sẽ về ở chung với cô. Đang chăm nom cô rồi hai đứa nhỏ nữa. Vậy nó cũng tiện. Ở chung vậy cho nó thoải mái cũng như là cho nó ấm áp tí xíu anh chị, chứ mà còn bây giờ đi xa thì làm tuy rằng có tiền nhưng mà con cái là cũng không gần gia đình thì cũng cảm thấy buồn, nhớ đồ nữa cũng cảm thấy rất là khó khăn. Thì video của em bây giờ mình cũng sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha.